Thanh Điền mến chào tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho Sở Tài nguyên Môi trường đôn đốc các quận 1, 3, 5, 6 và 12 Bình Thạnh triển khai thực hiện chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án kết hợp lộ trình thu gom chất thải thực phẩm từ chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn với thu gom chất thải từ chợ và các siêu thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chấp nhận chủ trương thực hiện đề án thí điểm cung cấp nước sạch cho 100 hộ dân trên địa bàn huyện Củ Chi bằng thiết bị xử lý nước tích hợp nano lọc ceramic. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì rà soát tình hình quản lý sử dụng đất dọc hai bên tuyến đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm các trường hợp lấn tuyến trái phép hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải được giao là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có tuyến đường sắt đi qua, đồng thời lập kế hoạch cải tạo, tổ chức giao thông phù hợp tại các vị trí này. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Bạn có biết. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn khác được chia sẻ trong chương trình hôm nay.